Xin chào các bạn. Ở bài này, phần nhạc dạo đầu dành cho tốp cờ. Đến cuối phần nhạc dạo thì tốp múa sẽ đi ra. Tay trái cầm hoa và tay phải đưa lên cao, sau đó xoay một vòng về chỗ và vào phần lời, bắt đầu bước chân trái 45 độ, tay phải đưa cuồng hướng lên cao, cuộn tay và vuốt ra đằng sau. Chúng ta làm hai lần như thế. Đưa tay lên cao, cuộn tay và vuốt ra chéo đằng sau. Thu chân trái về và bước chân phải 45 độ. Tay trái đưa lên cao, cuộn và vuốt ra phía đằng sau. Lần thứ hai, đưa tay lên cuộn và vuốt ra đằng sau. Tiếp theo, hai tay cầm hoa, đưa hoa gập ở trên vai, chân phải đưa ra bên cạnh. Sau đó đổi bên, hoa đưa sang phải thì chân trái đưa ra. Tiến lên, hai tay đưa lên cao, lùi xuống, hai tay mở ra. Lặp lại lần thứ hai, làm vai bên phải trước và chân trái đưa ra. Đổi bên. Tiến lên, hai tay đưa lên cao, cả hoa đưa lên cao. Lùi xuống, hai tay mở ra. Hoa ở trước ngực, bước chân trái gập tay phải vào vai. Mở tay phải ra, bước chân phải lên. Xoay vòng tròn, đưa hoa lên cao. Quay trở về trước. Hai tay cầm lấy hoa, đưa lên cao và mở tay ra, hoa ở trên cao. Đưa chân phải ra bên cạnh. Nhún xuống và vẫy mềm tay. Thu tay về, đưa lại lên cao và đổ chân. Tay trái vẫy mềm, nhún xuống. Mỗi bên làm hai lần. Chân phải đưa ra, tay phải vẫy mềm, hoa ở trên cao. Đổi bên. Hoa ở trên cao, chân trái đưa ra và tay trái vẫy mềm. Tiếp theo, tay trái cầm hoa, tay phải đẩy ra hướng 45 độ. Kéo thì ngửa bàn tay, đẩy thì cong bàn tay. Và chúng ta đổi bên, đẩy tay trái ra, ngửa lòng bàn tay kéo về và đẩy tay trái ra. Bây giờ đưa hoa sang bên phải, chân trái đưa ra, tay trái dưới thấp, hoa ở trên cao. Đổi bên, hoa dưới thấp, tay trái trên cao và xoay tròn hoa trên cao. Đi 4 bước để xoay tròn. Đổi bên, chân phải đưa ra thì hoa dưới thấp, chân trái đưa ra thì hoa ở trên cao. Xoay tròn hoa ở trước ngực và tay trái đưa lên cao. Bây giờ đến phần nhạc dạo giữa. Tốp múa đứng yên và nhún đưa hoa sang hai bên hông. Xoay bó hoa. Và tốp cờ chạy lên phía trên, lên hẳn phía trước của tốp hoa để phất. Khi hết phần nhạc dạo giữa thì tốp cờ lại lùi về đằng sau. Tốp múa lặp lại lời hai. Hai tay đưa hoa lên cao và mở tay phải ra bên cạnh, đưa chân phải ra, nhún mềm vẫy tay phải. Mỗi bên hai lần. Thu hoa về, đưa lên cao rồi mở chân trái ra, tay trái vẫy mềm nhún xuống. Chân phải lần nữa. Hoa trên cao, nhún xuống. Đổi bên, chân trái ở bên cạnh. Hoa ở tay phải trên cao, tay trái vẫy mềm. Sau đó tay trái cầm hoa, tay phải đẩy ở hướng 45 độ. Lùi về kéo tay phải ngửa lòng bàn tay, đẩy ra lần thứ hai và đổi tay. Đẩy tay trái ra, kéo về ngửa lòng bàn tay, đẩy ra lần thứ hai thu về. Bước chân phải sang bên, kiễng chân trái, đưa hoa sang bên phải. Đổi bên, kiễng chân phải, đưa hoa sang bên trái. Xoay tròn hoa ở trên cao, theo tay bên phải. Và làm ngược lại, đưa hoa sang bên trái, chân phải kiễng, đưa hoa sang bên phải, chân trái kiễng và xoay ngược về bên trái, hoa ở trước ngực, tay trái đưa lên cao. Và lặp lại câu đẩy tay ra, tay phải đẩy, kéo về, đẩy ra lần thứ hai, đổi bên, tay trái đẩy, kéo, đẩy ra lần thứ hai và thu về. Bước chân phải ra, hai tay đưa về bên phải, chân trái kiễng. Chuyển hai tay sang bên trái, chân phải kiễng. Xoay về bên phải một vòng, tay hoa ở trên cao.
đổi bên, bước chân trái, kiễng chân phải. Đổi bên, kiễng chân trái, xoay tròn theo bên trái, hoa trước ngực, bàn tay trên cao. Tay trái cầm hoa, tay phải đưa lên vẫy và chuyển trọng tâm sang hai bên, chân phải rồi chân trái. Lúc này tốp cờ cũng phất cờ cùng chiều. Và câu kết, tất cả cùng xoay vòng tròn một vòng và đưa hoa lên trên cao, tay đỡ ở dưới.